36. Nguyệt Nhiên không về ăn cơm sao? Hai con không đi cùng nhau sao? À, hôm nay ở công xưởng gặp được em ấy, quay đầu lại không biết chạy đi đâu nữa. Nó lại lén đi gặp Hải Đường nữa. Con cũng không biết nữa. Chắc là Hải Đường rời khỏi công xưởng, Nguyệt Hiên vẫn còn buồn bã. Nó lại làm sao? Cũng không có gì. Em ấy chỉ nổi nóng với nữ công nhân vài câu, có thể thông cảm. Nước qua Đông Phương gây ra lỗ hổng lớn vậy, nó cũng không nghĩ cách giải quyết, còn có tâm trạng chạy đến công xưởng nổi nóng. Mẹ, không phải còn có con sao? Nguyệt Hiên dạo này càng ngày càng không nghe lời cha con vì chuyện này mà đổ bệnh. Cái nhà này sớm muộn có ngày nhờ con và Nguyệt Hiên chống đỡ. Vì chuyện lần này con phải làm cho tốt, để cha nhìn thấy năng lực của con. Ừ, con biết rồi, con sẽ xử lý thật tốt. Nguyệt Hiên về rồi. Mẹ, mau ngồi đi, cùng ăn cơm với mẹ. Còn con ăn no rồi, con về phòng trước đi. Mọi người từ từ ăn đi. Sao vậy? Hải Đường đi rồi, có phải mang hồn phách con đi luôn không? Con và Nguyệt Minh đã không còn nhỏ, vì đứa con gái tranh giành lẫn nhau, con chạy đến công xưởng làm mất mặt, có xấu hổ không? Quy trình sản xuất công xưởng xảy ra vấn đề, con không thể làm ngơ nên mới nói một câu. Sao có thể liên quan tới Hải Đường chứ? Cha con tuổi tác đã cao, con và Nguyệt Minh bao giờ mới có thể giúp cha con gánh bớt trách nhiệm đây? Con xem cha con vất vả như vậy, con không đau lòng sao? Cha con đã tới tuổi này rồi, sớm phải ở nhà hưởng phước của tuổi già. Vì một Hải Đường này mà ảnh hưởng quan hệ hai anh em, nước qua Đông Phương xảy ra vấn đề lớn như vậy, con muốn mọi người lo chết sao? Được, mẹ, mẹ nói đúng, con đều ghi nhớ hết. Chỉ cần mẹ không giận, mẹ nói cái gì cũng đúng hết. Con đừng ở đây miệng mồm lẻo mép với mẹ nữa. Mẹ vẫn nói như cũ, tránh xa Hải Đường ra, con nghe thấy không? Mẹ, sao mẹ cứ có thành kiến với Hải Đường vậy? Mẹ, cậu và anh hai cứ phải khiến mẹ tức chết hay sao chứ? Không nên nói chuyện với mẹ như khi còn ở công xưởng, việc xấu không nên đem ra ngoài. Anh của em đã nói rồi. Nếu không sao mẹ tức giận vậy? Nguyệt Hiên, cậu nên kiểm điểm lại, nhất là sau chuyện Hải Đường. Bây giờ mẹ rất ghét cô ấy. Cậu mau ăn đi, tôi đi xem mẹ đây. Sao nhìn con không tập trung vậy? Sao một chút tinh thần cũng không có? Ngó qua ngó lại làm gì? Không có cha, không phải đi làm ở tiệm hay sao? Sao hả? Cái này đẹp quá. Cha, cha, con cha gửi thử đi. Con muốn hỏi cha một chuyện. Hỏi xong cha đừng có la con. Chuyện lần này của Lãng gia không có liên quan tới cha chứ? Mua cho em cái này. Đương nhiên không có rồi. Nhà chúng ta từ khi nào sản xuất nước hoa vậy? Anh gửi thử đi. Chính là vì nước hoa của Lãng gia thích bán ra ế ẩm, cha mới lập tức cho công xưởng ta sản xuất ra một lô loại nước hoa đặc chế độc quyền này, mới được sự yêu thích của mọi người. Từ đó làm lúng đoạn cả thị trường. Đây gọi là kinh doanh. Lại học được bao nhiêu rồi? Không mù tịch thì tốt, nếu không thật lòng không có mặt mũi trước mặt Nguyệt Hiên. Là lẩm bẩm cái gì đó? Không có cha. Con muốn nói là mấy việc kinh doanh không kinh doanh, con không bao giờ theo kịp người với cha đâu. Cha, con thấy tâm trạng của cha hôm nay không có tệ, con có thể hỏi thêm một câu hỏi nữa không? Con hỏi đi. Mấy năm đầu cha với Lãng gia có hiềm khích hả?
còn nhiều mẫu lắm, nhiều mùi nữa. Có. Ê cha, nhưng con nhớ cha đã từng nói qua là cái thùng vàng đầu tiên của thiên gia do hộ son phấn giàu có ở cung Dương Lãng Gia ban cho. Trên thế gian này không có việc gì mà giúp đỡ cho không. Hoặc lẽ Lãng Gia chịu tài trợ giúp cho chúng ta là vì bọn họ cảm thấy ai nấy. Lãng Gia làm chuyện gì có lỗi hả cha? Hai bên đã từng muốn đạt đến, hai bên không nợ gì nhau, nhưng mà khó quá. Cha vốn không có phản đối con qua lại với Lãng Nguyệt Hiên đâu, nhưng con nhớ kỹ cho cha ha, gia đình luôn quan trọng hơn bạn bè, lợi ích phải luôn luôn quan trọng hơn nghĩa khí. Tuy rằng nói là con không phải là con ruột của cha, nhưng dù sao cha cũng đã nuôi con lớn như vậy. Đừng suốt ngày ở ngoài làm mấy chuyện ăn cây táo rào cây sung để chọc tức cha. Đừng tưởng cha cái gì cũng không có biết. Vậy chuyện con giấu cha cùng với Lãng Nguyệt Hiên đi tìm người mua hàng, nếu còn lần sau cha sẽ không tha cho con đâu. Quay lại. Qua đây. Quay lại nữa hả? Con quay lại nữa. Con hãy nhớ kỹ cho cha, hai nhà Thi Lãng vĩnh viễn không thể cùng nhau tồn tại đâu. Việc con phải làm cho cha là giúp cha lật đổ bọn họ. Phạm Chân, tối dậy sao em còn tới? Em tìm chị có chuyện gấp hết. Vào rồi nói. Không cần, em có người bạn nhờ em hỏi chị. Anh ta có người thân sắp kết hôn, muốn mời chị qua đó giúp trang điểm cho cô dâu, son phấn lộng lẫy, nhiều tiền lắm đó. Thật sao? Bọn họ là nhà giàu, muốn hôn lễ được tổ chức thật long trọng, chỉ cần hài lòng tiền không thành vấn đề. Phạm Chân, cảm ơn em nha, chuyện gì cũng nghĩ đến chị. Chị khách sáo với em làm gì? Hơn nữa người ta cũng muốn mời chị giúp mà. Nếu như sự việc này thành, tiền thưởng chúng ta sẽ chi nữa? Chị nói cái gì vậy? Bây giờ là lúc chị cần tiền. Hơn nữa chị cũng giúp em không ít mà. Phạm Chân, cảm ơn em nha. Giữa chúng ta không cần phải khách khí đâu. Em biết bây giờ chị khó khăn, chúng ta phải nương tựa vào nhau để vượt qua ải này. Hơn nữa tay nghề chị tốt vậy, em không tin ở Côn Dương không làm nên sự nghiệp. Em còn đang chờ cùng chị nở màn nở mặt đó. Toàn Côn Dương này người coi trọng chị nhất chắc chỉ có mình em. Được rồi, với câu nói này của em, chị sẽ làm thật tốt việc này. Vậy em đi trước ha. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt chị. Tạm biệt. Chị Hải Đường, cố lên nha. Cố lên. Trồng đó, khoai lang, khoai mì đây, bắp bao đây, khoai lang, khoai mì hấp đây. Cô gái xinh đẹp, tôi có thể hẹn hò với cô được không? Hôm nay không được rồi, em còn có việc. Hãy nể tình anh đã đợi em nửa tiếng, đồng ý đi mà. Em có việc gấp. Đoán đúng rồi đó, việc tốt nè. Anh muốn em về công xưởng. Em nói qua, em không dự định trở về. Em nghe anh nói hết đã. Anh của anh nghĩ ra một phương án tốt hơn. Chuyện nước qua Đông Phương đã qua rồi, cho nên bây giờ anh chính thức mời em về lại công xưởng. Là Lý Xuân cần em. Nguyệt Hiên, góc độ của chúng ta không giống nhau. Anh đứng ở trên cao, những gì anh thấy được em không thấy. Những việc em để ý có thể anh không quan tâm. Em nói qua, nếu như em đã rời khỏi thì không định quay về. Mong anh hãy tôn trọng quyết định của em. Được, anh không miễn cưỡng em. Vậy em nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Vẫn chưa. Được rồi, không nói nữa đâu. Hôm nay em có việc. Ê, đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần đâu. Ai, đi. Á, Nguyệt Hiên. Ê, đi thôi. Hai người đúng là người trong ngành, đồ trong tay thật là đầy đủ. Còn phải nói, tay nghề của Hải Đường chúng tôi cả Côn Dương không tìm được người thứ hai đâu. Cảm ơn cô giúp tôi tìm sư phụ tốt vậy.
tôi rất hài lòng. Anh ấy, để tôi tùy tiện trang điểm, mạnh dạn trang điểm. Bởi vì cô đã vốn rất xinh đẹp rồi. Hơn nữa, anh ấy nói tôi trang điểm cho cô ra sao, trong lòng anh ấy, cô vẫn là đẹp nhất. Thực ra, mỗi một người, trong mắt người khác, đều không giống nhau. Điều quan trọng nhất là trong lòng người mà cô yêu thương, cô là đẹp nhất. Vậy là đủ rồi. Nguyệt Hiên, sao anh còn ở đây? Đợi em đó. Hôm nay anh không bận hả? Anh muốn có thêm nhiều thời gian dành cho em mà. Hai người cứ ngọt ngào đi ha, em đi đây. À, đúng rồi chị Hải Đường. Em có suy nghĩ này, đúng lúc Nguyệt Hiên thiếu gia cũng ở đây có thể giúp ra ý tưởng. Suy nghĩ gì? Chị coi, kỹ thuật trang điểm của chị giỏi vậy, hơn nữa là có thiên phú dạy học nữa. Vậy sao không mở một trường dạy trang điểm? Trường dạy trang điểm? Em coi trọng chị thật đó. Vừa rồi lúc chị trang điểm cho cô dâu đó, em ở bên cạnh nhìn thấy. Chị đem quá trình trang điểm từ đầu tới cuối đều được thể hiện ra vô cùng tinh tế và sâu sắc luôn. Toàn côn dương này cũng chưa có ai dạy qua trang điểm để mà trở nên xinh đẹp hết á. Có được không? Chị suy nghĩ đi ha. Đừng nói vậy, anh thấy Phạm Chân có lý đó. Thiệt mà. Hơn nữa, không phải em luôn muốn truyền tay nghề của mình cho người khác sao? Nhưng bản thân có tay nghề và việc dạy cho người khác là hai chuyện khác nhau. Em còn chưa thử, sao biết là hai chuyện khác nhau? Hơn nữa anh cảm thấy, mở một lớp dạy như vậy, đúng là chưa từng có ai làm, đáng để người người tán thưởng đó. Không đúng, sao nói hồi lại giúp cô khuyên rồi? Phạm Vân, tôi nói cô nghe, cô đang đứng trước mặt ông chủ lôi kéo người đó nha. Sao lại nói vậy chứ? Em cũng đâu phải là người trong xưởng. Dù sao, chuyện mở lớp học nhất định sẽ có rủi ro. Về công xưởng làm sẽ ổn định hơn. Không sao, không gấp. Chuyện này em suy nghĩ đi. Lên xe. Vậy em đi trước, chị cứ suy nghĩ đi ha. À, Hải Đường, anh thấy lúc nãy Phạm Chân nói có lý. Nếu như em tạm thời không muốn về công xưởng, vậy thử làm công việc khác, em thấy sao? Hơn nữa anh... Thì ra hai người đi chung. Sao vậy Nguyệt Minh? Tìm em có việc gì? À, nếu em ở đây không tiện nói, vậy em đi trước. Hải Đường, anh đợi tin của em. Hãy nhớ, dù em làm gì, anh cũng đều ủng hộ. Nè Nguyệt Hiên, em không cần phải đi. Có thể hai chúng ta cùng nói chung một chuyện. Hải Đường, hôm nay anh đến là muốn hỏi em, sau khi em rời xưởng có dự định gì không? Anh muốn có thể toàn lực ủng hộ em, giúp đỡ cho em. Thật ra cũng không coi là giúp đỡ. Năng lực của em, mọi người đều có thể nhìn thấy. Anh muốn cùng em hợp tác. Em ra kỹ thuật, anh toàn lực ủng hộ. Anh nghĩ, bên phía công xưởng em cũng không muốn quay về. Cho nên, chúng ta có thể phát triển hạng mục khác. Hải Đường, đã có suy nghĩ của riêng mình rồi. Cô ấy quyết định hợp tác với em. Vậy à? Nhưng mà em vẫn còn đang nghĩ rằng em có thích làm cô giáo hay không. Hai người quyết định dạy học sao? Anh cũng thấy không có khả năng. Không phải, anh cảm thấy điều này rất thích hợp với em. Em nghĩ xem, một là đem kỹ thuật của em truyền cho người khác, hai là có thể tìm được những nhân tài trang điểm khác. Hai người đem chuyện này nghĩ đơn giản rồi. Em dạy trang điểm cũng không biết có ai chịu học hay không nữa. Chuyện này em đừng có lo, anh và Nguyệt Hiên sẽ toàn lực ủng hộ cho em. Phải không Nguyệt Hiên? Đương nhiên. Vậy để em suy nghĩ kỹ hơn nha. Vậy em về trước đây. Được. Không đi xe sao? Em chở anh. Nguyệt Hiên à, có một điểm anh rất phục em. Theo đuổi con gái, em luôn đi trước một bước. Anh có ý gì? Không có ý gì, chỉ là mừng thay cho em thôi. Lão gia, uống thuốc đi.
tôi cũng đỡ nhiều rồi, không có uống đâu. Nếu ông không uống sao có thể như bây giờ? Sức khỏe của bản thân tôi tự biết mà. Ông ăn một chút đi. Sao cứ như trẻ con vậy, uống thuốc còn phải người ta dỗ. Có biết bắt đầu từ lúc nào hai chúng ta hình như không có cười với nhau. Hình như chỉ có lúc ông bị bệnh, ông mệt, tôi mới có cơ hội đến gần ông để nói chuyện như vậy. Đã là vợ chồng già, bà còn nhắc tới mấy chuyện này làm gì? Chính vì sống với ông hơn nửa đời người, tôi mới cảm khái như vậy. Gần đây tôi hay lo lắng, nếu ông ngã bệnh rồi, tôi nên làm sao? Tôi còn trông chờ được ai? Không phải tôi vẫn tốt hay sao? Phải rồi, tôi nghe chú Toàn nói Nguyệt Minh đã đem chuyện nước qua Đông Phương lần này giải quyết thuận lợi rồi, đúng không? Ừ. Không ngờ con trai chúng ta lại giỏi như vậy. Đúng vậy. À, Nguyệt Hiên đâu? Không nên thân, suốt ngày chạy ra ngoài. Tôi khuyên ông, đến lúc nên buông tay rồi. Đừng việc gì cũng tự thân tự lực. Ông đó sớm qua cái tuổi liều mạng rồi. Sau này có chuyện gì, ông cứ giao cho hai đứa nó đi làm. Nếu không có hai đứa con để làm cái gì chứ? Sao tôi lại không muốn chứ? Nguyệt Hiên quá lương thiện, bất luận là chuyện gì cũng nghĩ thay cho người khác. Chuyện kinh doanh làm ăn, không nhận tâm một chút là không được đâu. Còn Nguyệt Minh, bụng dạ quá hẹp hòi, tâm tư quá nặng, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu, quá kìm nén. Sao ông lại nghĩ Nguyệt Minh như vậy? Việc nước qua Đông Phương lần này nó xử lý rất tốt, công xưởng trên dưới đều bồi phục nó. Ngược lại tôi lo cho Nguyệt Hiên. Bây giờ đứa con này chỉ quan tâm đến Cố Hải Đường thôi. Sự việc lần này nó ít nhiều phải có trách nhiệm. Theo tôi thấy, ông nên coi trọng Nguyệt Minh nhiều hơn, để nó rèn luyện nhiều hơn. Được rồi, trước giờ tôi đều công tư phân minh. Sự việc lần này Nguyệt Minh có công, tôi đều nhìn thấy hết, tôi không quên đâu. Hơn nữa, Nguyệt Minh nhiều tâm tư, suy nghĩ chu đáo, tâm tư tinh tế, không phải do ông sao? Tôi chỉ sợ là có lúc con đường mà nó đi không có đi theo hướng đúng đắn chính đạo. Tôi thấy Nguyệt Hiên mỗi việc đều làm tốt là ông không yên tâm về nó. Tụi nó đều là con trai của tôi, sao tôi có thể thiên vị được chứ? Cái đó phải hỏi ông. Trong lòng ông có phải thiên vị Nguyệt Hiên hơn không? Không phải tôi không muốn cho Nguyệt Minh cơ hội, chỉ là sau khi trải qua mấy chuyện này, tôi mới phát hiện cho dù là nó hay là Nguyệt Hiên đều không có cách nào có thể đảm đương hết tất cả công việc của Lãng gia được. Thận trọng, vẫn nên thận trọng. Ông xem ông kìa, cứ phải lo lắng như vậy. Sức khỏe của ông đến lúc nào mới khỏi chứ? Đừng có nói nhiều nữa, bà ra ngoài đi. Vậy tôi đi ra. Nhớ là phải uống thuốc đó. Tôi biết rồi. Nguyệt Hiên. Anh. Tối vậy rồi, em còn đi đâu nữa? Em không ngủ được, ra ngoài đi dạo chút. Ra ngoài dạo một chút à? Ừ. Ra ngoài dạo mà em mang mặt cầu kỳ như vậy để làm cái gì? Em còn học thói nói dối nữa sao? À thì mẹ ngủ rồi, nên ra ngoài chút. Không phải anh nói em, gần đây em nên ít tới nhà Hải Đường đi, cha mẹ giận lắm đó. Em không đến chỗ Hải Đường, em ra ngoài để đi bộ. Được rồi, anh đừng lo, ngủ sớm đi ha.
Lãng thiếu, anh tới rồi, mời anh. Trời ơi, không phải Lãng thiếu gia đây sao? Ê, lâu rồi không gặp ha. Đúng vậy, có phải quên người ta rồi không? Người ta nhớ anh lắm luôn đó. Lâu rồi mới đến, có phải bận gì không? Vậy cho nên không có thời gian tới thăm bọn em. Đúng không Lãng thiếu gia? Đàn ông hả, không thể cứ vất vả mãi đó. Có thời gian cũng nên thư giãn, thả lỏng một chút, có phải không các chị em? Đúng vậy, đúng vậy. Mấy cô nói đúng phải hết đó. Cho nên hôm nay tôi cũng mệt rồi. Rượu của hôm nay toàn bộ tính vào tôi hết. Đi, đi uống rượu nha. Ông chủ cho tô mì nha. Bên này nè. Ê, Nguyệt Minh. À, Hải Đường. Em ra ngoài sao? Ờ, anh tìm em có việc hả? Ờ, đúng lúc anh có việc cần đây, nên tiện đường qua thăm em luôn. Ờ, vừa đi vừa nói đi. Ờ, được. Hải Đường, về chuyện dạy học, em suy nghĩ thế nào rồi? Em còn đang do dự. Bây giờ địa điểm, nguồn lực đều là vấn đề. Điều quan trọng nhất, em sợ bản thân kinh nghiệm không đủ, không thể dạy được. Đây không phải là Hải Đường mà anh biết. Tự tin, xinh đẹp, hào phóng mới là ấn tượng ban đầu về em. Nguyệt Minh, từ khi nào anh giống Nguyệt Hiên biết ăn nói vậy? Nói đến Nguyệt Hiên, anh cảm thấy em nên quản lý em ấy tốt vào. Ý anh là sao? Hôm qua anh thấy em ấy lén la lén lút trốn ra ngoài, đến hộp đêm chơi rất tối mới về. Mấy ngày nay nếu không ở chỗ của em thì chạy tới hộp đêm. Công việc ở công xưởng không hề để tâm gì tới. À, có phải vì anh ấy áp lực quá nên nói như vậy? Hy vọng là như vậy. Nếu em gặp nó thì nói nó đi, ít nhất khiến nó để ý hơn. Ừ. Đi thôi. Sao anh lại tới đây? Nhìn dáng vẻ hiện thực của em đẹp như một bức tranh vậy. Đây là phòng của con gái. Anh thấy anh vào đây thích hợp sao? Anh chỉ đứng ở trước cửa thôi mà. Em mệt rồi, anh ra ngoài đi. Em còn phải đi ngủ nữa. Em sao vậy? Hả? Mới một tối không gặp, sao nổi nóng như vậy chứ? Hơn nữa xem em kìa, em không vui, cả phòng như bị mây đen bao phủ rồi. Vậy anh đi nơi có ánh sáng mà đứng đi. Nhưng anh chỉ khi ở cùng em mới cảm thấy có ánh sáng tươi đẹp. Miệng mồm dẻo mép. Lãng Nguyệt Hiên, anh đều nói như vậy với phụ nữ khác hả? Làm gì có phụ nữ khác, không có người nào hết á, chỉ có một mình em thôi. Tối ngày hôm qua đi đâu? Tối qua có vẻ em đã biết rồi. Anh vốn dĩ còn định tạo cho em một sự bất ngờ nữa. Bất ngờ? Bất ngờ anh trở lại làm qua qua công tử hả? Lãng Nguyệt Hiên, sao mà gần đây anh không có ý chí cầu tiến, cứ rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Anh như vậy mọi người rất thất vọng về anh đó. Dừng dừng dừng, em đang nói gì vậy? Trước tiên anh phải giải thích rõ với em, nơi anh đi không phải là nơi này thế này, nơi kia thế kia như em nói đâu. Nơi anh đi là nơi mọi người ca hát nhảy múa để tiêu khiển là chính, rất chính quy. Thứ hai, anh đi lần này
là có mang theo nhiệm vụ. Đơn thuần là vì em. Là nhiệm vụ gì? Giúp em kéo tài nguyên. Sao nghe xong không có gì đáng tin cậy vậy? Anh là muốn một công đôi việc chứ gì? Hải Đường, bây giờ toàn bộ tinh lực và tinh thần anh đều đặt hết vào một mình em đó. Anh nói cho em hiểu, từ sau khi gặp em, dù gặp người phụ nữ nào đẹp hơn, anh cũng không phân biệt được người đó là nam hay nữ nữa. Sao con người anh lại mặc dày như vậy? Lời anh nói anh còn không tin. Sao anh lại không tin? Hơn nữa anh còn tin, đôi mắt của em nhìn là biết được tâm tư của anh. Anh thật sự đi giúp em kéo tài nguyên. Anh tin mọi phán đoán của em, anh ủng hộ mọi lựa chọn của em. Hơn nữa anh đi nơi như vậy cũng có nguyên nhân của anh. Không phải giống như em nói, gì mà một công đôi việc. Anh là một công nhiều việc đó. Điều thứ nhất là ở nơi đó tập hợp những người thích làm đẹp ở Côn Dương. Thứ hai, ở đó cũng tập hợp những người thời thượng có đẳng cấp ở Côn Dương. Quan hệ của bọn họ rộng, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Đương nhiên, điều thứ ba, mỗi người một sở trường. Anh đây, đối với nơi như vậy á, so ra mà nói thì có chút quen thuộc. Nhưng đó là chuyện trước kia rồi, không liên quan tới bây giờ. Bây giờ em thật sự không biết là nên mắng anh hay là khen anh đây. Sao anh không thương lượng với em trước? Anh có thể dẫn em đi cùng mà. Em xem em kìa, anh hận không thể mang em đi cùng đó. Nhưng trong lòng anh muốn có thể gánh vác giúp em, để em đỡ tốn công. Nghe anh nói có vẻ không tồi ha. Vì lời anh nói đều là sự thật. Hải Đường, em không tin anh còn tin ai chứ? Chúng ta là bạn hợp tác, anh muốn cùng em mở ra một vùng trời mới. Còn nữa, nếu như em đem học sinh bồi dưỡng thành công, em có thể gửi vào Lãng Lý Xuân. Đây là vẹn cả đôi đường. Em tin anh. Vậy là đúng rồi. Chuyện đó hả? Xin lỗi nha. Anh chạy đi. Ê, cha, con làm cha tỉnh rồi. Con đi đâu vậy? Con đi dạo một vòng, vừa mới về. Để đi tìm Hải Đường à?
Con biết là mẹ con không muốn hai đứa con ở bên nhau. Hải Đường bản chất không xấu, cha hiểu rõ. Cha cũng không phản đối hai con bên nhau. Nhưng mà trước đây Hải Đường là người nhà của chúng ta. Tuy cô ấy và Nguyệt Minh đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà nếu truyền ra ngoài, dù sao cũng không hay. Vậy rốt cuộc con có dự định gì? Dạ, trước giờ cha luôn là người sáng suốt. Lúc nhỏ cha luôn nói với con là đàn ông phải bất chấp tất cả để theo đuổi thứ mà mình yêu thích. Không lẽ con không nên kiên trì sao? Nguyệt Hiên à, gần đây cha rất thất vọng về con. Con đặt toàn bộ chú tâm vào người của Hải Đường, tâm sự nghiệp của con đâu mất rồi? Cha, con và Hải Đường ở bên nhau cũng là vì sự phát triển của Lãng Lý Xuân. Vì sự phát triển của Lãng Lý Xuân, con đang tìm cơ hội để tiếp xúc với Hải Đường, có phải không? Bản thân con còn chưa làm rõ chuyện của mình. Nước qua Đông Phương, nếu như không có anh của con, cha xem con giải quyết thế nào đây? Cha, trước tiên anh con lợi hại hơn con, cha phải vui mừng mới đúng. Hơn nữa con cảm thấy bây giờ anh con thích hợp quản lý công xưởng hơn con. Nếu cha đem việc của công xưởng giao cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ tự tin hơn. Còn về Hải Đường, hai tụi con cũng nhất định sẽ có thành tựu để mọi người nhìn nhận tụi con. Hải Đường, Hải Đường, thật không biết người con gái này đối với hai anh em của con mà nói là phúc hay là họa nữa. Đương nhiên là phúc rồi cha. Hy vọng là vậy. Đuổi Hải Đường ra khỏi công xưởng vẫn không cắt được quan hệ hai đứa, ngược lại càng làm hai đứa gần nhau hơn. Mẹ ngồi yên được sao? Dạ phải. Cũng không biết Hải Đường đó đã cho Nguyệt Hiên uống vải bùa mê gì nữa. Nói chung mẹ không cho phép cô ta bước vào Lãng gia lần nữa. Mẹ, con tìm được ở trong sách, tướng mệnh của cố Hải Đường là mệnh đào hoa. Chỉ sợ cô ta là kiếp của Nguyệt Hiên và Nguyệt Minh. Quả tránh không được, con cứ tiếp tục trông chừng Nguyệt Hiên và Hải Đường. Gần đây con biểu hiện rất tốt, như vậy mẹ mới yên tâm giao việc nhà cho con. Con biết rồi mẹ. Đúng rồi, gần đây Mặc Hoạt không đến phủ ta chơi, con giúp mẹ gọi điện hỏi thăm, kêu cô ấy đến một chuyến, nói mẹ có chuyện cần tìm. Dạ. Ê, cái chuyện gì mà... Ê nè. Ê trời. Ê, Lãng thiếu à, chúng ta hãy khoan uống đã. Chuyện này cậu khó có dịp hẹn tôi ra ngoài, chắc chắn có chuyện gì đó rất khó nói. Cậu biết con người của tôi có một ưu điểm chính là kín miệng. Cậu đem mấy chuyện buồn bực đó nói ra hết, cứ nói ra hết đi, đừng có giữ ở trong lòng sẽ phát quả đó. Đây là lấy mạng ra chơi hả? Uống từ từ thôi, uống chung với... Cố Hải Đường là người tôi yêu nhất, nhưng cũng vì Hải Đường, giữa tôi và anh tôi dần trở nên xa cách nhau. Nguyệt Hiên à, cậu nghe tôi nói nè, cậu và Nguyệt Minh là anh em của nhau, nhưng cũng là tình địch của nhau. Xa xa cách thì lạnh nhạt, gần nhau thì thân thiết. Từ xưa tới giờ, có bao nhiêu người vì phụ nữ mà trở mặt thành thù? Nó đứng trước tình yêu, cái gì mà tình bạn chứ, thậm chí là tình thân còn không bằng miếng thịt bò này nữa. Tôi có nghĩ đến, nhưng tôi làm không được. Tôi không thể vì những chuyện khác mà từ bỏ Hải Đường. Tôi không thể bỏ cô ấy được, đúng không? Cậu kìa, cậu á, cậu vừa muốn có giang sơn lại còn muốn có mỹ nhân, không thể vừa bắt cá vừa săn gấu được đâu. Đạo lý rất hiển nhiên mà. Nói thừa, cậu mới là gấu đó.
Mập à, trong lòng tôi khó chịu là vì tôi cứ có một cảm giác, có một cảm giác, cảm giác bị cô lập lại vậy. Nè, cậu thấy tôi giống đang bị cô lập không? Không 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 phải, không phải. Nguyệt Hiên à, tôi có vài điều tôi nghĩ rất lâu rồi, cho nên tôi muốn khuyên cậu. Tôi không muốn nghe. Cậu phải nghe. Tôi là người ngoài, người ngoài nhìn việc rõ hơn nhiều. Theo lý mà nói, đây là chuyện của nhà cậu, tôi không nên nói nhiều vô. Nhưng cậu không thể nghĩ rằng mọi người đều đơn giản như vậy được. Cậu và Nguyệt Minh là anh em mà. Nhưng tôi cảm thấy Nguyệt Minh thay đổi rồi. Nè, cậu nói tiếp đi. Có nhiều đó à. Nói xong rồi. Vậy lời cậu nói là có ý gì chứ? Tôi nghe không hiểu. Ý của tôi nói là cà chua trứng ngon dữ lắm. Trứng này rất mềm. Mềm. Tên tiểu tử cậu cũng học cách nói chuyện một nửa phải không? Không, chúng ta là anh em. Sao tôi lại nói một nửa với cậu làm gì? Mấy lời tôi nói đều là thật lòng không à? Không, như vậy đi. Chuyện này tôi nói với cậu, chuyện này trọng điểm của sự việc này á nằm ở là do Hải Đường, cậu đắc tội với Nguyệt Minh, là tôi đoán thôi. Tôi nói cậu biết nha Mập. Chúng ta tuy là anh em nhưng cậu không được nói xấu sau lưng anh tôi, nghe rõ chưa? Tôi không nói. Uống rượu. Đừng có nghĩ việc này nữa. Để qua rồi. Cậu ăn thử trứng này, mềm lắm, mềm dữ lắm. Ăn thử đi, món hào gì đó cũng không bằng nó đâu. Mẹ xem ai tới nè. Phu nhân. Mặc quà, lâu rồi không gặp con. Con nên sớm qua thăm dì mới phải. Nè, con xem. Mặc quà, thân hình con đẹp như vậy, da lại trắng, dì kêu sư phụ làm mấy bộ sườn xám cho con. Con cảm ơn phu nhân. Diệu Lan, con về ngủ đi, mẹ và Mặc Quà nói chuyện. Dạ. Dạ. Ngồi đi. Mặc Quà, hai dì con ta cũng không có gì để giấu giếm. Dì kêu con đến là có việc muốn bàn với con. Dì cứ nói. Thật ra là chuyện người trẻ các con làm trưởng bối như dì vốn không nên tham dự. Nhưng hai người con của dì tính tình bướng bỉnh ngang ngược, dì muốn con giúp khuyên nhủ hai đứa chúng nó đừng qua lại với Cố Hải Đường làm gì. Phu nhân, về việc này con thật không biết phải làm sao mới phải. Hai người họ có quan hệ với Hải Đường như vậy, nếu con ở trung gian chia rẽ thì hai người họ nhất định sẽ hận con. Gái gì mà chia rẽ chứ, dì là thật sự trong thâm tâm không thích Cố Hải Đường đó. Hai tên tiểu tử đó cứ không nghe lời, cứ như dính bùa mê của ta vậy. Con phải giúp dì nghĩ cách gì đi. Con cũng muốn, nhưng mà thật ra trước đây dì định tác thành con với Nguyệt Minh, nhưng sau đó dì phát hiện hai đứa vốn không chung con đường. Tâm ý của con dì biết hết. Hai chúng ta nói chuyện với nhau con còn ngại gì nữa? Đừng thấy ngại, có gì con cứ nói ra đi. Phu nhân, con là thực lòng thích Nguyệt Hiên, nhưng Nguyệt Hiên không nhìn trúng con. Bao lâu nay con hy sinh vì anh ấy nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại không đếm xỉa. Có thể do anh ấy không để trong lòng, nếu con càng theo đuổi thì lại đẩy anh ấy càng xa con. Tình chị em giữa con và Hải Đường cũng mất. Con thật sự không chịu nổi người đàn ông con yêu lại yêu bản thân mình. Điều đó khiến con cảm thấy mình rất thất bại. Đứa trẻ ngốc, không phải Nguyệt Hiên không thích con, mà là nó không có phúc phận. Nó bị Hải Đường mê hoặc rồi, bản thân cũng không biết đang làm gì. Dạ đúng, là Hải Đường mê hoặc anh ấy. Mặc Quạ, theo dì thấy, con so với Hải Đường đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cho dù con chọn ai,
Chỉ cần con có thể làm con dâu của Lãng gia thì là ai gì cũng đồng ý hết. Con cũng vậy. Mặc Họa, con đừng gấp. Chỉ cần con không thay đổi, dì sẽ giúp cho con. Nhưng mà với tính cứng đầu của anh Nguyệt Hiên, có 100 con trâu cũng không kéo về được. Nguyệt Hiên, tính của nó thích mềm mỏng, hai ta phải thật khéo léo. Sau này dì sẽ giúp con và Nguyệt Hiên tạo nhiều cơ hội. Con cảm ơn phu nhân, con chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ Nguyệt Hiên. Mặc Họa, dì giúp con. Không phải, phải nói là con đang giúp Lãng gia. Nguyệt Hiên bị hải đường mê hoặc mù quáng, nếu có thể khiến nó thay đổi, đúng là cứu lấy Nguyệt Hiên. Nè, con xem giải này. Nhìn đẹp lắm. Nếu như con thích, toàn bộ đều tặng cho con hết. Thật sao? Con cảm ơn phu nhân.